Xin chào tất cả các em, cô là Minh Châu đến từ F Polytechnic và trong ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu cho chúng ta bài học Unit 7, đó là về Locations and Directions. Ok, Locations thì đó chính là để nói về địa điểm, đúng nhỉ? Vậy thì cô sẽ giúp cho chúng ta nói diễn tả địa điểm của một nơi theo tiếng Anh như thế nào, và Directions tức là đưa ra cách chỉ đường. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên thì cô muốn đưa cho chúng ta đó là objectives, đó là mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là diễn tả về địa điểm cũng như là đưa ra cách chỉ đường. Thứ hai đó là cách hỏi đường. Và cuối cùng đó là những giới từ chỉ địa điểm. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên, đó là diễn tả về vị trí và đưa ra cách chỉ đường. Vậy thì khi để hỏi, đúng không, chúng ta muốn hỏi người người bán ngữ, người Anh là vậy thì cái địa điểm này ở đâu? Vậy thì cái câu hỏi chúng ta sẽ phải hỏi là where is the, đúng nhỉ? Ví dụ như where's the park, công viên ở đâu? Hay là where is the garden, khu vườn ở đâu? Vậy thì đầu tiên cô sẽ muốn cung cấp cho chúng ta những cái cách diễn đạt vị trí. Ở đây thì chúng ta thấy họ đang diễn tả vị trí của ngôi sao so với cái con đường, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ diễn tả được về tiếng Việt thì nó sẽ là cái ngôi sao này, đúng không? Nó ở bên tay phải của con đường. Mình phải xác định đúng nhá, bên này là tay trái và bên này là tay phải. Vậy thì về tiếng Anh cô sẽ diễn đạt là it's on the right side of the street, tức là nó ở phía bên tay phải của con đường. Next one, bức tranh thứ hai này chúng ta thấy là cái ngôi sao, đúng nhỉ? Thì nó lại ở như thế nào so với cái công viên? Chúng ta thấy thì nó là đối diện chéo. Vậy thì cô sẽ có cụm cho chúng ta đó là it's across from the park. It's across from. Vậy chúng mình học được cụm đó là across from, đó là đối diện chéo. Ở bức tranh thứ ba chúng ta thấy là cái ngôi sao này, đúng nhờ, nó lại nằm gì đây ạ? Ở cuối cái con đường tính từ cái viện bảo tàng, museum. Vậy trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói là it's down the street from the museum. Down the street tức là nó ở phía cuối con đường, dọc theo con đường tính từ cái bảo tàng. Next one chúng ta thấy là cái ngôi sao ở đây so với theater, tức là nhà hát, thì nó nằm ở như thế nào ạ? Nó là, nó ở quanh quanh cái vị trí góc. Cô giải thích một chút về cái góc nhé. Chúng ta thấy hai con đường ở trên bản đồ này, đúng nhờ, nó giao nhau và nó tạo thành một cái góc. Góc này gần như là góc vuông, có thể là không vuông. Thì cái ngôi sao này, đúng không, nó không nằm chính xác ở vị trí góc đó, mà nó nằm ở chéo chếch chếch đi một chút, tính từ cái nhà hát. Vậy thì cô sẽ diễn tả vị trí của cái ngôi sao này, đó là it's around the corner from the theater. Next one, cái cách diễn đạt này thì khá là dễ rồi, đúng nhờ. Chúng ta thấy ngôi sao thì nó nằm giữa hai con đường, là con đường Main Street và Mercer Avenue. Avenue nó là đại lộ, tức là đường lớn. Vậy thì ở đây cô sẽ diễn đạt được là it's between Main Street and Mercer Avenue. Tiếp theo, đúng không ạ? Khi chúng ta, đó là cái câu hỏi vừa rồi là cô đã đi diễn tả cho chúng ta câu hỏi where, tức là hỏi ở đâu. Vậy thì bây giờ, đúng không, mình mặc dù mình biết ở đâu rồi nhưng mình vẫn không biết chính xác cách đi. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi tiếp là how do I get to, tức là làm thế nào tôi đi đến được đâu đó. Ok, ví dụ như how can I get to the theater, làm thế nào để tôi đi được đến nhà hát. Ok, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nhé. Vậy thì cái diễn đạt đầu tiên chúng ta thấy ở đây, đúng nhờ, theo cái dấu mũi tên là turn left at the corner. Vậy thì khi chúng ta muốn chỉ đường cho người ta đi theo cái hướng mũi tên này, chúng ta sẽ chỉ là rẽ trái ở góc. Góc thì cô đã giải thích rồi, đúng nhỉ? Đó là giao nhau của hai con đường. Vậy thì cái cách đầu tiên chúng ta mô tả cái phương hướng này đó là turn left at the corner, hoặc là turn left at the light. Light ở đây đó là đèn tín hiệu giao thông. Nếu mà mình không nói là rẽ trái ở góc thì mình nói là rẽ trái ở chỗ đèn giao thông, đúng nhỉ?
và hoặc là rẽ trái vào đường King Street. Turn left on King Street. Đó là rẽ trái, đúng không ạ? Next one. Chúng ta thấy ở đây cái vị trí, cái phương hướng mà chúng ta cần đi, đúng nhỉ? Thì người ta diễn tả là go two blocks and turn right. Vậy thì block ở đây nghĩa là gì? Khi chúng ta thấy là đi, nhìn vào tranh mình phán đoán được cái block này nó chính là hai cái dãy nhà hay là hai cái con đường á. Two block, đúng không? Tính từ vị trí hai người này đứng thì cho đến cái vị trí mà họ cần rẽ phải, nó là hai cái dãy nhà. Ok, vậy thì chúng ta có thể nói là go two blocks and turn right, hoặc walk là đi bộ, hay drive two blocks and turn right, tức là lái xe đi tiếp hai dãy nhà và sau đó thì rẽ phải. Next one, đúng không ạ? Cái cách diễn đạt này tính từ chỗ hai người này nói, đứng nói chuyện á, thì chúng ta thấy là họ sẽ diễn tả là đi đến góc đường của đường Smith và đường Bond Avenue, đúng nhỉ? Vậy thì cô sẽ diễn tả như sau: go to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Corner, góc đường, cô giải thích rồi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một số những cụm mà chúng ta vừa gặp. Chúng ta hãy đọc theo cô nhé. Đầu tiên, on the right side là phía bên tay phải, đúng không ạ? Across là băng qua hoặc ngang qua. Down the street là đi xuống con đường hay dọc theo con đường. Around the corner là quanh đây hay gần đây, hay là quanh quanh cái vị trí góc, đúng không ạ? Around the corner. Between and là ở giữa. Turn left, rẽ trái, và turn right là rẽ phải. Vậy thì đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập đối với phần vocab này bằng cách là chúng ta hãy sắp xếp lại cho cô, đúng không? Những cái từ này để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Và sau đây sẽ là đáp án của chúng ta, đúng không ạ? The movie theater is around the corner and down the street. Chúng ta thấy là đây là có hai con đường giao nhau, đúng không ạ? Thì cái theater, cái chỗ mà họ xếp hàng á, nó không chính xác ở vị trí góc, mà nó quanh quanh cái vị trí góc đó. Cho nên mình sắp xếp được là the movie theater is around the corner. Tiếp theo là chúng ta thấy nó ở phía bên dưới của con đường, nó dọc theo cái con đường đó. Vậy thì người ta nói là down the street, đúng không? Những từ mà mình đã học rồi. Tiếp theo, từ tiếp theo, đúng không ạ? Chúng ta ở đây chúng ta thấy có hai con đường là Martin Avenue, đại lộ Martin, và Bank Street, con đường Bank, đúng không ạ? Và chúng ta cần đi tìm vị trí của bookstore là cái cửa hàng sách. Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào ạ? Cái cửa hàng sách này, đúng không? Nó sẽ nằm trên góc, đúng không? Của đường Martin và đường Bank. Sau đây thì cô sẽ có đáp án cho câu này, đó là the bookstore is on the corner of Martin Avenue and Bank Street. Chúng ta có làm đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta sẽ phải đi tìm gì đây ạ? Cái vị trí của cái ngôi nhà, đúng không? Và chúng ta để ý là chính là cái ngôi nhà mà hai người này, đúng không? Người ta đang chỉ sang. Vị trí của cái ngôi nhà kia nó sẽ như thế nào? Tức là nó gì đây? Nó cũng quanh quanh cái vị trí góc, đúng không ạ? Và nó là sao ạ? Nó đối diện. Vì hai người này đang đứng ở một bên đường và chỉ sang phía bên đối diện, đúng không ạ? Vậy thì đáp án của câu này của chúng ta sẽ là the house is around the corner and across the street. Vậy thì đúng không ạ? Ngôi nhà là quanh quanh cái vị trí góc này và nó đối diện ở bên kia đường. Ở bên kia đường. Tiếp theo, sau khi hoàn thành xong phần vocab practice, chúng ta sẽ chuyển sang phần ask for directions, tức là cách hỏi phương hướng hay cách hỏi gì đó, xin sự chỉ dẫn.
Đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta khi mà chúng ta muốn hỏi đường thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu đó là excuse me, how do I get to the Citibank from here? Câu này tức là xin lỗi đúng không ạ? Khi mình hỏi đường ai đó tức là mình đang làm phiền họ, vậy thì mình sẽ phải nói câu là excuse me, how do I get to Citibank? Làm thế nào để tôi đi đến ngân hàng của thành phố từ đây? Đúng không ạ? Tính từ đây. Chúng ta thấy là bank ở xuất hiện ở vị trí của đường gì đã? FB đúng không ạ? FB. Và cái ngân hàng này nó ở bên tay phải. Đúng không? Vậy thì họ sẽ chỉ đường cho chúng ta đó là turn left into FB road. Chúng ta thấy ở đây tính từ vị trí ban đầu thì chúng ta sẽ phải rẽ trái vào đường FB này, đúng không ạ? Và cái ngân hàng này nó sẽ ở bên tay phải của chúng ta, chính xác. And the bank is on the right. Câu tiếp theo, đúng không ạ? Excuse me, do you know the way to the railway station? Cách thứ hai để hỏi đường chúng ta sẽ hỏi là xin lỗi, vậy thì bạn có biết đường đi đến nhà ga xe lửa hay không? Đúng không? Railway station. Câu trả lời chúng ta hãy nhìn map và xem là người ta đã chỉ dẫn như thế nào. Chúng ta thấy là bắt đầu tính từ đầu của mũi tên đúng không ạ? Thì mình sẽ chỉ đường cho họ là đi dọc theo cái con đường này, đúng không? Và sau đó thì rẽ ngã thứ hai bên tay trái. Vậy thì để chuyển ngữ nó như thế nào, chúng ta cùng xem nhé. Go along here là đi dọc theo cái con đường này, đúng không? Và and take the second turning on the left, tức là hãy rẽ vào ngã thứ hai ở bên tay trái. Cách hỏi đường thứ ba chúng ta sẽ có là excuse me, is there a hotel near here? Tức là xin lỗi, vậy thì quanh đây đúng không ạ? Gần đây có cái khách sạn nào hay không? Câu trả lời đó chúng ta hãy nhìn vào sơ đồ cho cô nào. Tính từ cái đầu mũi tên đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chỉ đường cho họ là go straight on, tức là đi thẳng và sau đó hotel nó sẽ nằm ở góc đường. Vậy thì họ sẽ nói đầy đủ là go straight on and the hotel is on the corner. Ok, vậy thì sau đây chúng ta sẽ practice lại đúng nhờ ba cái cấu trúc, ba cái cách hỏi đường vừa rồi. Ok, chúng ta sẽ có 1 phút để suy nghĩ nhé. Họ muốn đi đến cái cinema đúng không ạ? Đó là rạp chiếu phim. Vậy thì chúng ta nhớ lại cho cô nào. Sau đây sẽ là đáp án của chúng ta. Ok, cùng dịch với cô nhé. Excuse me, how do I get to the cinema from here? Đúng không ạ? Xin lỗi, làm thế nào tôi đi đến được cái rạp chiếu phim tính từ đây? Ok, go straight on. Đầu tiên là đi thẳng. And it's the third turning on the left. Và nó nằm ở ngã rẽ thứ ba ở bên tay trái. Đúng nhỉ? Chính xác. Và ok, sau đó sau khi mình hỏi xong người ta chỉ đường cho mình rồi thì mình sẽ nên nói lời cảm ơn đúng không ạ? Thank you very much. Và để đáp lại cái câu thank you đó thì họ sẽ thường nói là không có gì đâu. Vậy thì cái câu đó tiếng Anh sẽ là you are welcome. You are welcome. À vào, nào, tiếp theo nào. Luyện tập tiếp cho cô câu thứ hai, đúng không? Excuse me, bao giờ cũng là excuse me rồi. Vậy thì gì đây, có một cái bưu điện gần đây hay không? Gần chúng ta sẽ điền từ đó là từ near, đúng không? Near. Is there a post office near here? Ok, và sau đó chúng ta hình dung xem là sẽ đi như thế nào, đúng không? Vậy thì mình sẽ cùng theo dõi nhé. Go along here, tức là đi dọc theo cái con đường này, đúng không? Và sau đó thì take the second turning on the right.
chúng ta sẽ rẽ vào ngã rẽ thứ hai ở bên tay phải. Đúng nhờ, tính từ đầu á thì đi dọc theo cái con đường qua một ngã rẽ đến ngã rẽ thứ hai thì mình sẽ rẽ phải. Và ở đây thì chúng ta thấy có hai cái tòa nhà liền. Vậy thì mình sẽ diễn tả rõ ràng hơn một chút để người ta không nhầm lẫn. Mình sẽ nói là the post office is opposite the bank. Ok, vừa nãy thì chúng ta có từ across from, đó là đối diện chéo. Vậy thì opposite này nó sẽ là đối diện thẳng mặt với nhau, đúng không ạ? Như hai tòa nhà mà chúng ta nhìn thấy ở đây. Và sau đó thank you very much, cảm ơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và that's okay, no problem. Bạn B bạn nói là ok, không vấn đề. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một phần vocab về road signs, đó là các biển báo trên đường, đúng không ạ? Mình cũng phải học cách là đọc được biển báo, đúng không ạ? Để chúng ta không bị gì đấy nhầm đường hay là không bị vi phạm những cái luật ở trên đường phố. Đầu tiên, khi mà gặp đây đúng không ạ? Quá quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ có đèn giao thông, đó là họ ghép chữ giao thông và chữ đèn với nhau, đó là traffic lights, đúng không ạ? Traffic lights. Ok. Next one, chúng ta có cái vạch đúng không ạ? Cái vạch kẻ mà cho người đi bộ sang đường á, thì tiếng Anh đúng không? Chúng ta sẽ dịch là pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Pedestrian nó là người đi bộ đúng không ạ? Và crossing là băng qua đường á, thì đây chính là cái vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Từ tiếp theo chúng ta thấy là đi trên đường đúng không? Thì sẽ gặp gì đây? Ngã ba, ngã tư rất là nhiều. Vậy thì chúng ta có cái từ ngã ba hay ngã tư, hay nói chung là giao lộ, tức là những con đường giao nhau, chúng ta sẽ có từ junction. Junction. Next one, đây ở những cái gì đây ạ? Những cái đoạn đường nó giao nhau, hay là có thể 4, 5 hoặc 6 con đường giao nhau, thì để điều hòa giao thông đúng không ạ? Thì họ sẽ có một cái gọi là vòng xuyến ở giữa. Vậy thì vòng xuyến trong tiếng Anh chúng ta sẽ gọi là a roundabout. Roundabout. À đúng không ạ? Đi trên đường thì chúng ta cũng sẽ gặp, có thể gặp gì đây ạ? Cái trạm xăng đúng không? Khi xe chúng ta hết xăng. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái biển báo người ta ghi là petrol station. Petrol station. Đó là trạm xăng, đúng không ạ? Trạm xăng. Và cái biển báo tiếp theo chúng ta thấy một chữ P. Vậy thì ý của biển báo này đó là parking, tức là nơi này là nơi để đỗ xe. Car park, đúng không ạ? Nơi đỗ xe ô tô. Next one, chúng ta sẽ thấy một biển, đúng không ạ? Có cái vạch màu đỏ ở bên ngoài và một con số ghi ở bên trong. Thì chúng ta thấy đây chính là bảng giới hạn tốc độ. Speed limit. Khi chúng ta đọc thấy con số 40 này, tức là tốc độ tối đa chúng ta đi ở nơi này không được vượt quá 40 km/h, đúng không ạ? Nếu mà không thì có thể chúng ta sẽ bị phạt. Next one, chúng ta thấy trên các con đường lớn đúng không ạ, thì người ta sẽ thường lắp những cái hệ thống camera theo dõi. Theo dõi ở đây đúng không ạ? Cụ thể chính là theo dõi tốc độ, xem là chúng ta có vượt quá tốc độ hay không. Vậy thì chúng ta sẽ có từ đó là speed camera. Speed camera. Speed là tốc độ và camera đúng không ạ? Nó là máy quay phim, máy chụp hình. Ok. Next one, chúng ta sẽ có cái từ đó là làn đường, đúng không ạ? Thì mình có cái lỗi là hay đi sai làn đường. Vậy thì chúng ta sẽ có từ làn, đó là lền. Lền. Nghe khá là giống với tiếng Việt đúng không nhỉ? Khá là giống. Vậy thì chúng ta hãy cùng ôn lại với cô một lần nữa những từ vừa rồi nhé. Traffic lights. Pedestrian crossing. Junction. Roundabout. Petrol station. Car park. Speed limit. Speed camera. Lane.
Rồi, vậy thì bây giờ đúng không ạ, chúng ta sẽ luyện tập lại những từ vựng vừa rồi để nhận diện nó cho cô bằng cách là chúng ta sẽ nối đúng không ạ, từ vựng và hình ảnh. Ok, vậy thì chúng ta thấy traffic lights nó là đèn giao thông, vậy thì cô đã nối với cái hình thứ ba ở bên dưới cùng đúng không ạ? Car park đó là chữ P đúng không ạ? Chữ P á, và hình ô tô ở bên dưới. Vậy thì đây là nơi đỗ xe. Đúng không? Next one, pedestrian crossing xuất hiện ở đâu ạ? Pedestrian crossing, chính xác, đây là biển báo đúng không ạ? Đây là cái vạch qua đường cho người đi bộ. Lane nó là làn đường. Làn đường. Vậy chúng ta sẽ nối với bức tranh ở bên bức tranh thứ hai bên tay phải đúng không ạ? Đó là làn đường. Next one, petrol station, nó là trạm xăng. Vậy trạm xăng đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nối với hình có trạm xăng ở đây, biển báo trạm xăng ở đây. Đúng không? Và cuối cùng, speed camera, chúng ta thấy có hình camera và con số 30, tức là ghi giới hạn tốc độ của chúng ta. Phần tiếp theo của chúng ta, đó là chúng ta sẽ học về một số giới từ chỉ địa điểm. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có giới từ khá là quen thuộc đó là in, đúng không ạ? Khi mà chúng ta dùng in thì tức là vật gì đó ở bên trong cái vật gì đó, đúng không ạ? Nó là in. Tiếp theo, nếu một vật ở bên trên vật gì đó thì chúng ta sẽ dùng từ on, chính xác. Nếu một vật nào đó ở bên dưới của vật kia, chúng ta sẽ dùng từ under, đúng không ạ? Và nếu một vật ở đằng sau một vật khác, chúng ta sẽ dùng từ behind. Và nếu nó ở đằng trước, mình sẽ dùng từ in front of, đúng không ạ? In front of. Next one, nếu một vật, đúng không ạ? Cái hòn bi ở đây, chúng ta thấy nó nằm trên cái hộp. Vậy thì chúng ta sẽ dùng là above. Above, tức là ở bên trên. Nếu nó ở bên dưới, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng từ below. Below, ngoạn đều là ở bên dưới. Nếu cái vật này nó ở giữa hai cái hộp đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng từ between. Và ở bên cạnh, chúng ta sẽ dùng từ next to. Next to. Tiếp theo đúng không ạ? Để phân biệt giữa between và among, chúng ta sẽ nhìn hình cho cô nhé. Ví dụ ở đây đúng không ạ? Cái hòm thư hay cái ngôi nhà nho nhỏ này đúng không? Thì nó sẽ nằm giữa hai cái cây. Vậy thì khi chúng ta mô tả vị trí của một vật so với hai vật khác thì chúng ta sẽ dùng từ between, ngôi nhà ở giữa hai cái cây, đúng không ạ? Nhưng khi ngôi nhà mà nằm giữa nhiều những cái cây thì người ta sẽ phải chuyển sang dùng từ among, tức là khi xác định vị trí của một vật so với nhiều những vật khác thì mình không thể dùng between được nữa. Between là chỉ để hai đối tượng thôi. Okay. Next one đó là in front of, đúng không ạ? In front of là ở đằng trước. Ở đây mô tả vị trí của quả táo so với cái hộp này, đúng không ạ? Thì nó sẽ ở đằng trước. Và tương tự như thế thì đằng sau, đúng không ạ? Thì cái quả táo ở đây nó đằng sau, chúng ta sẽ dùng từ behind. Next one đó là mình ôn lại một chút đúng không ạ? Về in thì quả táo nó nằm gọn trong cái hộp, chúng ta sẽ dùng giới từ là in. Nếu quả táo đúng không ạ? Nằm trên cái hộp này thì chúng ta sẽ dùng là on ở bên trên. Tiếp theo chúng ta thấy là vị trí của chú bướm ở đây so với chú mèo đúng không ạ? Thì chú bướm sẽ là ở bên trên, tức là above. Và chú mèo sẽ là below, tức là ở bên dưới, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy có sự khác biệt gì giữa below và under? Mình sẽ có hai cái từ, đúng không ạ? Mình sẽ có hai từ để chỉ ở bên dưới. Vậy thì below đó là chúng ta thấy chú mèo này ở bên dưới, đúng không? Và chú bướm ở bên trên. Nhưng mà chú mèo này, đúng không ạ? Tức là sẽ gọi là hoàn toàn là không không bị che phủ bởi cái chú bướm này, đúng không ạ? Chú bướm là bay ở bên trên và con mèo thì ở bên dưới.
Tức là đúng không? Con mèo này nó không hề bị che lấp đi hay là được bao phủ bởi chú bướm này. Nhưng mà tuy nhiên, bức hình thứ hai đúng không? Cô gái và chiếc ô này thì chúng ta thấy là cô gái gọi là nằm dưới cái ô và được bao phủ bởi cái ô cho nên là không ướt nữa. Thì người ta sẽ dùng cái từ under. À, tiếp theo, vậy thì chúng ta cùng luyện tập với cô nè. Chúng ta thấy những chú chim này so với cái lồng thì tức là những chú này đang ở trong lồng. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án B, in the cage. Câu tiếp theo, cái người đàn ông này đúng không ạ? So với ngôi nhà này thì người đàn ông này đang ở đâu ạ? Đúng rồi, chính là họ đang người đàn ông này đang thứ nhất là đứng giữa ngôi nhà, B là đằng trước ngôi nhà và thứ ba là in. Chúng ta thấy anh ấy đang đứng trước ngôi nhà đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là in front of. In front of. Bức tranh tiếp theo chúng ta thấy có một hình cậu bé đúng không ạ? Và đứng cậu bé này là núp sau cái cây đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ chọn là hay chính xác đó là C, behind. Behind. Tiếp theo, chúng ta thấy là ở đây đúng không ạ? Rất nhiều những bức ảnh đang ở đâu so với cái tường, the wall. On là bên trên, đúng không ạ? Below là bên dưới và in front of là ở đằng trước. Vậy đáp án của chúng ta đó là on, chính xác. Những cái bức ảnh này so với bức tường nó là ở bên trên. Vậy thì đến đây bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Vậy thì ngày hôm nay cô sẽ điểm lại cho chúng ta một số những cái kiến thức mà chúng ta đã đi qua. Thứ nhất là chúng ta đã học về cách nói địa điểm, đúng nhỉ? Vị trí của hai địa điểm so với nhau. Thứ hai, chúng ta đã học được những cách chỉ đường và đưa ra những chỉ dẫn. Thứ ba, chúng ta đã học được những cái cách hỏi đường, có ba cách, đúng nhỉ? Và thứ tư, chúng ta đã học được những từ vựng chỉ về gì ạ? Đó là chỉ về những cái biển báo ở trên đường, đúng nhỉ? Và thứ năm, đó là phần mà cô vừa nghiên cứu với chúng ta, đó là những giới từ chỉ về vị trí. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đó là sẽ phải ôn tập lại tất cả những cái này. Và chúng ta hãy thực hành chỉ đường thật nhiều nhé. Cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.